Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn ạ. Hôm nay thì em sẽ kiểm tra thùng ong xanh này nhé. Đợt trước mà em chưa quay ạ. Ổ đây cũng mạnh đấy, hai đàn em nhập vào một đây cũng mạnh đấy, ba được ba cầu không? Ổ đây ba cầu xem có lượng mật có không quý vị nhé. Chúng ta trước mắt phải tìm cái lượng cầu mật ong chúng ta vít lắp và chúng ta nên quay bà con chúng ta để ý cho em cái đó nhé. Đây ạ. Em sẽ chia sẻ vào trong đây cho quý anh chị xem này. Anh đang kiểm tra chứ giờ cũng chưa biết được cái lượng mật ra sao quý anh chị ơi. Nó chưa vít thì chúng ta cũng không nên tận dụng quá, cái này chưa vít. Cái cầu ngoài chưa được, phấn thì nhiều, mùa này mấy mưa không phấn nhiều quý anh chị nhé, phấn hoa, phấn hoa nhiều là đàn ong chúng ta phát triển rất mạnh đây. Cái cầu này bọn em cũng cắt đây, cắt nó mới đang xây đoạn đây ạ, một bên vít nữa đây, là một bên vít, nụm bên này hơi vít thì quý anh chị nhé, mặt bên kia chưa, thôi quay cầu trong, thả cầu này để lại, cầu này mặt ít quá mà chưa được, mà mặt bên kia chưa được già mặt. Anh trước mắt em phải kiểm tra quý anh chị nhé, kiểm tra xong em vẫn nhắc lại một lần nữa là quý anh chị nên kiểm tra được cái cầu mà chúng ta đã đạt chuẩn rồi thì vít nắp rồi chúng ta phải để ý cái con chúa nhé, bà con anh em chúng ta nên để ý đẹp ong ong đẹp đấy, ong đẹp thiệt, chúa đây chúa đây chúa đây quý anh chị nhé, con chúa đen đen đấy anh chị, để trước khi chúng ta cầm lên cầu thì chúng ta nên phải để ý xem cái con chúa nằm ở đó quý anh chị nhé, cho em cái. Khả năng quay được một cầu trong quý anh chị ạ. Cầu đấy có chúa rồi, anh nên tránh nhé. Đó, cầu này thì anh gần mặt nhìn quý anh chị thấy ạ, anh đang rũ nhé. Rũ là biết chắc chắn bên kia có chúa rồi quý anh chị ạ. Bên cầu này không có chúa rồi, chúng ta không cần để ý nữa. À, nhưng quý anh chị thấy lượng đẻ rất đẹp ạ. Con chúa này cũng chúa trẻ, toàn bộ của anh là chúa trẻ nhé. Nhìn nó đẹp vàng au ạ. Được bên này. Không để ý, được bên ở bên này ít. Nó rũ được không? Được một bên quý anh chị nhé. Được bên này rất đẹp ạ. Nghe được. Nó chích à? Hả? Chích hay sao? Chích có mùi được quý anh chị nhé. Nó bị mùi ạ. Anh sẽ lấy đây một cầu nó không ấy à? Không khử mùi đi à? Lấy một cầu đây quý anh chị nhé. Anh lấy một cầu này thôi ạ. Đây một cầu này quý anh chị. Giờ anh tiếp tục sang thùng bên này ạ. Bên này thì chúng ta biết cái cầu này chúng ta phải có dấu nhé quý vị nhé. Nên như đây này rất đẹp này. Quý anh chị thấy à? Có lượng phấn nhiều không? Ừ, màu phấn nhiều. Lượng phấn đấy. Lượng phấn rất nhiều quý vị nhé. Phấn trên đấy. Đó, nó vàng vàng là phấn đấy quý anh chị. Phần trên đấy. Rồi, đây được một cầu. Được cầu trong không biết là... Cầu trong thấy là mật nhiều đây. Cầu này quân thì đàn này nó không được mạnh lắm quý vị nhé. Trong dựng vào trái. Để đấy à. Được hai cầu, nó khá là để hai cầu, tức là anh cái lượng cầu thì chúng ta nên để theo cái đàn ong nó phủ kín được quý chị, đừng để nó không phủ kín thì đàn ong ta nó không bảo vệ được cái cầu đó. Em thấy được cầu trong này mặt nhiều này, nhưng mà quan trọng là anh phải để ý con chúa, nếu con chúa ở cầu nào chúng ta nên chuyển con chúa ra qua nhé. Đây bên đây mặt bên đây nó cũng vít nắp rồi quý chị ạ, đẹp ạ. Để em dựng đây cái, em dựng cái cầu này đây này, em quay em nha. Chi tiết hơn ạ. Mật nhiều, quý anh chị thấy đây, lượng mật đây ạ. Nhiều. Lượng mật con nhiều nhá. Con vàng mà đẹp ạ. Xem có chúa không? Trước khi anh để cái ý có chúa, nếu có chúa anh phải để cho bò ra quý anh chị nhé. Hả? Cuối cầu trong à? Rồi anh nhìn thì chúa ở trong rồi quý anh chị nhé. Giờ anh rũ đó, cách rũ đây quý anh chị này. Đó, nhìn này. Vàng, đẹp. Anh rũ đây, cái cách rũ đó. Rất khoát. Chúng ta rũ nếu mà còn số con ong non nó ra còn nó đang bò thì chúng ta nên thổi cho vất xuống thùng quý chị nhé. Nên cầm vào quay là con non hầu như không nó vất đi đấy ạ. Số con non mình không thể cứu vãn được. Mình quay mặt nó dính vào chúng cái mặt thì mình chưa tập bay mấy con mới nở ra. Còn những con đó thì một đôi con em nói đến mà số lượng nhiều mới nó nở ra trước rồi chúng ta nên thổi đi. Như anh hay thổi xuống cho nó rụng ra.
Rồi, mời quý anh chị và bà con đi vào trong để tiếp tục xem anh quay ạ. Đây ạ. Đẹp. Đây một số đôi con đang núp đít. Một cái do mật phấn á, trên phấn kia, hoa kìa, dưới mật là phấn hoa. Đang nữa, nó thích kìa. Thôi, đây. May à, tí chan nê tô. Hết cũng hết rồi mày. Đây đây quý anh chị, đây lượng mật của em quay được hai cầu đã đầy đấy nhé. Đầy đúng đầy 2k luôn ạ. À. Em chuẩn bị em đổ vào đây ạ. À. Đây này em cắt được 4 cầu rồi quý anh chị nhé. Đây. Đấy không? Có chảy đâu, may. Cái màu vàng là phấn hoa chảy ra này. Quay cái bắn ra quý chị nha. Anh đang cắt lên quý chị nhé. Bà con chúng ta nên để cái kỹ thuật này cắt mặt như là cho anh em mới biết cách nha. Cắt mặt đấy. Vừa mới đổ được 2 lít vào trong cái chai được vừa can rồi quý chị nhé. Đây anh bắt đầu anh quay đây, nó bắn ra. Nó bị tắt không? Thì nó cái đũa chọc đây. Phấn bay ra nhiều. Qua nhà em cũng bay. Qua nhẹ đó, y tôi nhìn thì không phấn đỏ thôi biết là phấn bay ra. Đây đi phấn đang nằm ấy. Phấn hoa nằm trên của chị đó, nằm trên nó bay ra. Ở đây phấn này, cái lượng phấn này. Phấn nó vàng vàng quý chị nhé, phấn nó vàng vàng đấy ạ. Mật thường thường là mật bao giờ nằm trên rồi quý chị nhé. Đúng quy luật của ong là mật nằm trên này. Còn phấn nằm vùng quanh đấy ạ. Đây con nằm đây ạ, phấn đấy ạ. Mình quay không ảnh hưởng đến con quý chị nhé. Cái đang chở cho chứ không ăn thua, đây lượng phấn đấy ạ. Mặt bên này có cái đó. Cắt không? Cái lượng à. Đây, em đang lấy con dao này, cua dính tí. Nó bị tắc. Nước mặt nó chảy xuống, quý vị thấy đấy ạ. Chảy rất nhiều nhé. Rồi em cùng theo anh để trả lại cái cầu cũ nhé. Đây lượng mật đang còn trong lưng quý chị này. Nó chảy đó, đang chảy xuống đó. Đó. Rồi mời quý chị đi ra thăm anh bỏ cái cầu cũ vào đúng vị trí cũ của nó nhé. Anh đang bỏ đó. Đấy, cầu này là anh để định dạng, anh để đúng theo cầu vị trí nó, cầu này khác nhé. Đây mà em quay đây để lại đây còn phần lượng phấn hoa mấy con còn nguyên quý chị nhé. Phấn hoa nó vàng vàng đấy. Còn lượng mật đây là hết rồi, bên này nó hết rồi quý chị này. Bên nào cũng phấn hoa đấy ạ. Chỗ nào cũng phấn hoa để phấn hoa đó. Chưa lại đó. Giờ cầu này của bên kia này để lại đúng vị trí của nó quý chị nhé. Đây, có thùng của thùng xanh nhé. Xong rồi anh sẽ ra kiểm tra hai thùng ấy nữa quý chị. Tức là cái đợt trước bọn em quay em chừa lại thì em biết, vẫn biết mà lượng cầu mật có hay không là chúng ta biết này. Có còn miếng ấy không bỏ ra, có miếng đấy bẻ không bẻ à? Miếng lưỡi mèo đó, vất tí bẻ vất xuống cho nó khỏi làm chứ sợ làm mấy là khó lắm. Cái lưỡi mèo này quý chị nhá, bà con là phấn hoa. Vất vào dưới không được, có mật luôn. Rồi phấn hoa cả mật đó, nó làm thêm lưỡi mèo quý chị nhé. Cái này khả năng cũng phải tương lai phải bỏ chân tầng rồi. Nó hiện tượng kiểu đó thì quân nó bắt đầu nó phát triển thôi. Quân phát triển mạnh nó nhu cầu nó có thì chúng ta phải làm ngay quý chị nhé. Còn chúng ta bỏ nó chưa có thì chúng ta bỏ vào thì cầu chúng ta bị thâm đen nó không xây nữa, nó lãng phí đấy. Nhiều lúc nó bị mầm bệnh, sâu bệnh nhiều quý chị bà con chúng ta nên tránh cái đấy. Cái trường hợp bỏ quá nhé. Mình bỏ theo đúng cái lượng ong của chúng ta nó có nhu cầu thôi. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng đây ạ.
chia sẻ cho quý anh chị và bà con chúng ta biết cách lựa cầu mật, chọn những cầu mật nào mà đạt chuẩn nhất nhé. Rồi em xin phép dừng đây ạ, để chúng ta khai thác ra nó mật tốt, chất lượng tốt ạ.